Hello các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để mà phát âm tiếng Anh thiệt là chuẩn trong vòng 5 phút. Nếu mà các bạn làm cái cách này mỗi ngày trong vòng 5 phút thì các bạn sẽ phát âm tiếng Anh thiệt là chuẩn và tự tin hơn nhé. Thì trước tiên á, là mình phải tập luyện cái lưỡi của mình. Mình sẽ le cái lưỡi của mình ra như vậy. Mình sẽ đẩy cái lưỡi mình đẩy lên và đẩy xuống. Ok, rồi tiếp tục là mình sẽ đẩy qua bên này và bên này. Rồi xong xuôi mình sẽ hông ra thì mình sẽ cong cái lưỡi mình lại. Rồi bắt đầu mình sẽ đẩy cái lưỡi mình bên đây. Bây giờ mình sẽ quay vòng tròn. Nếu mà quay được, mình cứ cứ làm lại đi. Những cái bạn nào mà đã từng kiss hay là giống giống như mình đang kiss một cái người nào đó vậy đó. Và mình hạ họng co ra. Ok. Sau khi mà mình luyện tập cái lưỡi mình xong rồi đó thì mình sẽ kiếm một cái gì đó mình sẽ đọc, mà mình sẽ đọc thiệt là lớn. Mình dùng hết sức lực của mình và mình sẽ đọc thiệt là to. Kiếm một cái phòng nào đó mình vô trong bedroom hay là mình đi vô trong một cái phòng nào đó. Mình sẽ kiếm một cái tờ giấy nào đó hay là một cái bản nhạc nào đó, mình sẽ đọc thiệt là to. Mặc dù có thể tiếng Anh của mình phát âm chưa có chuẩn thì mình sẽ không sao, đừng có nghĩ là mình phát âm không đúng thì sẽ không có mình sẽ không có tiến bộ. Nhưng mà thực sự ra nếu mà mình làm theo cái cách này á, rồi xong rồi mình đọc cho lớn trong vòng 5 phút thì mình làm như vậy mỗi ngày thì bảo đảm 100% trong vòng 1 tuần hoặc 2 tuần thì cái phát âm của mình nó sẽ khác hơn nhiều. Mặc dù mình sẽ không có qua trường đào tạo nào nhưng mà nếu mà cái gì cũng vậy hết, nếu mà mình luyện tập cái lưỡi của mình, tại vì nhiều người phát âm tiếng Anh không tốt là tại vì cái lưỡi nó không có cong hoặc là nó không có đánh theo cái dần điệu của người Mỹ. Thì sau khi mà mình luyện tập cái lưỡi của mình xong rồi đó thì mình sẽ phát âm hay hơn. Nhưng mà cái gì cũng vậy hết, nếu mà mình luyện tập mỗi ngày trong vòng 5 phút thì mình sẽ tiến bộ hơn nhiều. Mong là các bạn coi cái video này thì các bạn sẽ học hỏi thêm được chút ít. Nếu mà các bạn thấy tốt thì hãy nhấn cho mình một nút like và nhớ subscribe nhé. Xin chào các bạn.